Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Thưa quý vị, tên lửa ra đời từ thế chiến thứ hai Đến nay sau gần một thế kỷ phát triển, nó đã đi được một chặng đường dài Từ những mẫu tên lửa V1, V2, ban sơ của Đức Quốc xã Ngày nay tên lửa đã sinh ra hàng chục, hàng trăm chủng loại Tùy vào mục đích sử dụng mà người ta lại chế ra các tên lửa khác nhau Chẳng hạn, để đánh máy bay và các phương tiện trên không thì gọi là tên lửa phòng không để đánh tàu bè trên biển thì là tên lửa chống hạm, đánh xe tăng thì có tên lửa chống tăng. Vậy tại sao phải phân chia ra nhiều loại làm gì cho nhức đầu? Liệu có thể chỉ chế tạo một loại tên lửa đa năng từ xe tăng tới máy bay, tàu chiến đều có thể bắn được hay không? Trong chương trình tìm hiểu kiến thức quân sự hôm nay, chúng ta hãy cùng nghiên cứu chủ đề này. Có thể nói rằng đây là một ý tưởng tốt và cũng là mục tiêu tìm kiếm của các nhà thiết kế tên lửa của các nước. Nhưng để thực hiện được điều này còn nhiều khó khăn. Bởi lẽ, để một tên lửa có thể bắn được mục tiêu cả trên mặt đất, trên biển và trên không thì nó phải đáp ứng được các đặc tính khác nhau của các mục tiêu trên ba môi trường này. Lại còn phải có các hình thức dẫn đường, đầu đạn chiến đấu và chi phí sản xuất phù hợp. Trước hết, từ đặc tính mục tiêu thì ba loại mục tiêu trên ba môi trường khác nhau rất xa. Tốc độ máy bay chiến đấu rất cao, thông thường mỗi giờ bay được trên 1.000 km, còn xe tăng và tàu chiến thì bình thường chỉ chạy được khoảng 40 km một giờ. Do đặc điểm này nên tên lửa đánh máy bay phải có tốc độ cao hơn máy bay. Nếu máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 2 thì tên lửa phải đạt tốc độ từ Mach 3 giờ lên. Còn tên lửa chống tăng thì tốc độ cao nhất cũng chưa tới Mach 1. Tốc độ này chỉ tương đương với tốc độ hành trình của đa số các máy bay nên không thể nào đuổi kịp máy bay thứ hai về yêu cầu dẫn đường. Tuy ba loại đều bắn mục tiêu di động nhưng kích thước bề ngoài khác nhau rất xa. Ví dụ thân xe tăng thường chỉ dài 7m, còn một tàu khu trục điển hình dài tới hơn 100m. Nếu mức độ sai số trong dẫn đường của tên lửa là 5m thì để bắn tàu chiến sẽ không ảnh hưởng lớn, nhưng không thể bắn trúng mục tiêu xe tăng. Ngoài ra, máy bay và tàu chiến có hoàn cảnh tương đối giống nhau sử dụng phương thức dẫn đường vô tuyến như radar sẽ không có vấn đề gì. Nhưng xe tăng thường là hoạt động trong những hoàn cảnh phức tạp địa hình như đồi núi, rừng rậm, sóng vô tuyến điện bị nhiễu bởi sóng địa hình khá lớn. Thứ ba, xét về yêu cầu của đầu đạn chiến đấu. Máy bay thường là tương đối mềm yếu, chỉ va chạm với chim cũng có thể bị tổn thương chí mạng. Do vậy tên lửa phòng không thường sử dụng chế độ kích nổ gần, dựa vào mảnh văng để sát thương máy bay còn đối với tàu chiến và xe tăng thì các mảnh văng chỉ là mũi, không thể gây ra tổn thương chí mạng cho nó. Bởi thế nên tên lửa đánh tàu chiến và xe tăng cần phải bắn chúng trực tiếp, hơn nữa phải dùng các loại đạn xuyên giáp, phá giáp hoặc đạn nổ mạnh. Ngoài ra, xe tăng bình thường trọng lượng khoảng 40 tấn, còn tàu chiến cỡ nhỏ cũng cả ngàn tấn. Tàu khu trục hiện đại trọng tải lên tới trên 7.000 tấn. Cho nên loại tên lửa dễ dàng tiêu diệt xe tăng cũng khó gây ra được vết thương cho tàu chiến nếu như không đánh vào chỗ yếu hại của nó. Do vậy mà lượng thuốc nổ của tên lửa chống hạm phải lớn hơn nhiều lần lượng thuốc nổ trong tên lửa chống tăng. Ví dụ, loại tên lửa chống tăng Thao của Mỹ có trọng lượng toàn bộ chỉ 18,5 kg, đầu đạn 3,65 kg, còn tên lửa chống hạm Harpoon chỉ riêng phần đầu đạn đã nặng 222 kg, tương đương với 12 quả tên lửa chống tăng. Cuối cùng, xét về chi phí sản xuất giá một chiếc máy bay loại F-16CD khoảng 40 triệu đô la. Một tàu khu trục lớp Alex Book đời đầu có giá xấp xỉ 1 tỷ đô la. Còn một xe tăng loại cao cấp cũng chỉ có giá 8 triệu đô la. Giá tiền các loại mục tiêu cũng đặt ra yêu cầu đối với chi phí sản xuất các tên lửa chống lại nó. Một tên lửa chống tăng vác vai Thao có đơn giá khoảng 11.000 đô la. Tên lửa chống hạm Harpoon giá khoảng 1,12 triệu đô. Tên lửa phòng không Standard 6 Giá khoảng 2 triệu đô la đã bao gồm cả hệ thống chỉ huy và radar. Như vậy, không thể dùng loại vũ khí có giá quá cao để đánh những mục tiêu có số lượng lớn và giá rẻ. Bởi thế, nếu dùng chung một loại tên lửa để đánh cả xe tăng, máy bay, tàu chiến thì hiệu quả trên chi phí là rất thấp. Tuy nhiên trong phạm vi nhỏ vẫn có thể có ngoại lệ. Trong quá trình phát triển tên lửa, các nước đã từng trải qua những thử nghiệm. Ví dụ tên lửa đối không standard của Mỹ vốn là để đánh máy bay nhưng cũng có thể đánh tàu chiến. Thập niên 80 thế kỷ trước, Mỹ đã từng nhiều lần dùng loại tên lửa này bắn chìm các tàu cỡ nhỏ của các nước như Iran. Sau đó, Mỹ còn dùng tên lửa Standard 2 là cơ sở để phát triển một loại tên lửa tấn công các mục tiêu ven bờ biển gọi là Standard 4. Loại Standard 4 sử dụng dẫn đường GPS tầm bắn tối đa 380 km, có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ. Loại này thực tế đã biến thành tên lửa đạn đạo, có thể tạm coi là đã đánh được cả mục tiêu trên không, trên biển và trên bờ. Tất nhiên không phải là một loại tên lửa đánh được cả máy bay, tàu chiến, xe tăng, mà là trong một loại có hai phiên bản. Một phiên bản để đánh máy bay, tàu chiến và phiên bản kia đánh mục tiêu lớn như các kiến trúc cố định. Tuy nhiên kế hoạch này cuối cùng chết non vì nhiệm vụ không rõ ràng. Gần đây Hải quân Mỹ đề xuất khái niệm sát thương kiểu phân bố lại lấy tên lửa phòng không Standard 6 làm cơ sở để phát triển tên lửa chống hạm. Tháng 1 năm 2016, một tàu khu trục lớp Alex Book đã phóng tên lửa Standard 6 đánh trúng một tàu hộ vệ tại bãi thử phóng tên lửa của hạm đội Thái Bình Dương ở Hawaii. Thử nghiệm cũng được tiến hành trên tên lửa chống hạm Harpoon. Năm 1986, Hải quân Mỹ căn cứ vào kinh nghiệm không kích Libya đã đem cải tiến tên lửa Harpoon, lấy radar đầu dò chủ động của tên lửa đối thành đầu dò dẫn đường hồng ngoại kết hợp dẫn đường GPS để tấn công mặt đất. Từ đó cho ra đời tên lửa không đối đất AGM-84 gọi tắt là SLAM. Tháng 1 năm 1991, loại này được sử dụng nhiều trong chiến tranh vùng vịnh. Trong thực chiến mấy năm gần đây, cũng xuất hiện nhiều trường hợp ứng dụng một loại tên lửa bắn nhiều loại mục tiêu. Ví dụ tên lửa chống tăng AGM-114 trong chiến đấu chống đổ bộ và tác chiến ven biển từng được dùng để bắn tàu nhỏ tốc độ cao và tàu đổ bộ mỹ cũng từng thử dùng nó để đánh máy bay không người lái và trực thăng bay thấp do vậy việc phát triển một loại vũ khí tên lửa có khả năng bắn các loại hình mục tiêu hải lục không là điều có thể nhưng những loại này đều phải ở trong những điều kiện đặc thù để đánh những mục tiêu cụ thể mới hữu hiệu còn nếu muốn phát triển một loại tên lửa vạn năng có thể đánh đủ các loại mục tiêu từ nhỏ đến to cả cố định và di động cả loại kiên cố lẫn loại dễ tổn thương thì cực kỳ khó và tốn kém chi phí Thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy rằng việc tìm cách đa năng hóa cho tên lửa đã được người ta nghĩ đến và tiến hành thử nghiệm từ lâu. Tuy nhiên các loại vũ khí đã thử nghiệm cũng chỉ mới đạt kết quả trong những chừng mực nhất định, chứ chưa đạt đến khả năng tác chiến ở cả ba môi trường lục hải không theo nghĩa chung. Ví dụ như trường hợp AGM-114 là tên lửa chống tăng được đem bắn tàu đổ bộ và tàu nhỏ. Tuy là dùng vũ khí tác chiến trên bộ để bắn mục tiêu trên biển, nhưng thực tế sự khác biệt không lớn lắm bởi vì các mục tiêu tàu đổ bộ và tàu nhỏ cao tốc đều to lớn hơn xe tăng về kích thước và tốc độ cũng chỉ tương tự xe tăng các trường hợp cải tiến tên lửa phòng không thành tên lửa chống hạm hoặc cải tiến tên lửa chống hạm thành tên lửa tấn công mặt đất cũng đã có những thành công nhưng nói chung để chuyển đổi mục đích của tên lửa từ bắn mục tiêu này sang bắn mục tiêu kia người ta phải thực hiện những thay đổi lớn trong cấu tạo tên lửa để biến nó thành một phiên bản khác hiện nay vũ khí laser đang được một số nước có công nghiệp quân sự hàng đầu thí nghiệm. Khi loại vũ khí này phát triển đến độ trưởng thành, rất có thể vũ khí laser sẽ là loại vũ khí có thể đánh được mọi mục tiêu từ xe tăng tới máy bay, tàu chiến. Tuy nhiên, nhược điểm của loại vũ khí này là nó chỉ bắn thẳng, không thể bắn cầu vồng, nên cũng không thể bắn được xa đến hàng trăm, hàng ngàn km như các tên lửa. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.